Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay, như các bạn đang thấy đằng sau lưng tôi chính là một cái thương hiệu đồng hồ kim hoàn rất là nổi tiếng, và nó có tên là Grab. Thương hiệu này tên là Grab nhưng nó không giống như là Grab Buy hay là Grab Bất Chuyển chúng ta hay biết tới. Và thương hiệu này nổi tiếng với những chiếc đồng hồ full kim cương đá quý. Có thể nói là đó là một chiếc đồng hồ đắt nhất trên thế giới, đắt nhất nhì trên thế giới, giá 55 triệu USD. Và sau đây thì chúng ta cùng khám phá thương hiệu này các bạn nhé. Và đây chính là mặt trước của gian hàng Grab. Thì chúng ta có thể biết được rằng Grab là một nhà chế tác đồng hồ và là chế tác kim hoàn nổi tiếng thuộc dạng bậc nhất của Anh Quốc. Phía bên tay phải của chúng ta là những chiếc đồng hồ được sinh ra nhằm tôn vinh những loài động vật mà Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới xếp hạng vào loại bị đe dọa. Thì trong những chiếc đồng hồ này thì như các bạn đang thấy, đây chính là một chiếc đồng hồ với mặt số là hình chủ gấu trúc, được kết hợp từ kim cương này và gương. Ở phía bên trên đó chính là một chú voi. Đó. Thì lớp nền của mặt số chiếc đồng hồ này đó chính là đá Venturin với những cái ... như những vì sao. Mặt số thì với những cái chiếc đồng hồ với mặt số khác nhau thì có cái số lượng kim cương khác nhau. Ví dụ như là khỉ đột là 139 này, chi tiết, voi là 135, hổ 127 và gấu trúc là 112 chi tiết. Thiết kế kim của chiếc đồng hồ này là thiết kế dạng rỗng để cho chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ mặt số của đồng hồ. Phía góc 1 giờ là một kim báo chỉ năng lượng và góc 10 giờ là một bộ lịch tuần trăng nổi 3D được chạm khắc bằng tay bởi những nghệ nhân, hiển thị rõ cả những cái hố ở trên mặt trăng. Ở góc 7 giờ đó là một bộ tourbillon 20. Và phía bên này đó chính là một chiếc đồng hồ dành cho nữ giới. Chiếc đồng hồ này thì cả một cái khoang lớn như này chỉ có một chiếc đồng hồ thôi các bạn ạ. Thì chiếc đồng hồ này thì được kết hợp giữa ngọc lục bảo và kim cương. Chúng ta có thể nhìn thấy theo dáng dạng là hình quạt, rất khéo léo kết hợp ngọc lục bảo hình bầu dục với những viên kim cương lắp ghép một cách rất là tinh tế. Mặt số thì gần như là chiếc đồng hồ này rất khó để nhìn giờ. Tuy nhiên là với những người sở hữu chiếc đồng hồ này thì chức năng nhìn giờ tôi nghĩ là không còn quan trọng nữa. Đó. Chiếc đồng hồ này thì có lẽ là tôi cũng chưa được biết cái mức giá, nhưng tôi nghĩ là nó không có giá dưới hàng triệu USD đâu các bạn ạ. Đây là phía bên tay phải của Grab. Wow. Rất là đẹp đúng không các bạn? Giống như tôi đã vừa nói ở phía bên trên, Grab là một cái thương hiệu nổi tiếng về kim hoàn, chế tác kim hoàn. Và khi họ làm sang những cái chiếc đồng hồ thì chúng ta có thể thấy tuyệt vời, dành cho nữ giới. Đây chính là bộ sưu tập rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua của Grab. Những chiếc đồng hồ này thì mang tên là Floral, được hoàn thiện một cách tỉ mỉ. Lớp mặt số khảm trai chế tác qua những bàn tay nghệ thuật chạm khắc lên màu nung men đều tỉ mỉ kỳ công của các nghệ nhân điêu luyện nhà Grab. Với một tourbillon ở góc 6 giờ thì đây chính là cái tourbillon truyền thống, không phải là cái tourbillon 3D như tôi vừa giới thiệu ở chiếc đồng hồ ngoài mặt tiền của Grab. Đó. Rất là đẹp. Xa xỉ và sang trọng. Rồi, chúng ta đi đến những chiếc đồng hồ tiếp theo. Đây là những chiếc đồng hồ mang tên là Disco. Và tại sao là Disco thì tôi sẽ giải thích ngay sau đây. Đương nhiên rồi, nó cũng là mặt số cũng như là thân vỏ đều là full kim cương và đá quý. Đây là lý do vì sao lại mang tên là Disco. Đó, các bạn thấy những chú bướm đã quay quanh cái mặt số, cái đồng hồ nhỏ ở phía trung tâm chưa? Rất là đẹp.
Đấy là lý do vì sao chiếc đồng hồ này mang tên là Disco. Đây chính là phần hông phía bên đối diện. Đây chính là phần hông còn lại của Grab. Đây, họ trưng bày những chiếc đồng hồ cơ khí. Trái với những chiếc đồng hồ dành cho nữ giới thì những chiếc đồng hồ này là có chức năng tourbillon hay là lịch moon phase, báo cót, lịch ngày đêm vân vân. Thì những chiếc đồng hồ này thì có thể nói là họ thiên về cơ khí nhiều hơn là nữ trang. Đó. Zoom sát để các bạn có thể chiêm ngưỡng này. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển tiếp. Đây là những bộ sưu tập dành cho nam giới. Đó. Thực tế ra mà nói thì Grab có thể là không nổi tiếng về đồng hồ cho nam giới lắm, bởi vì những chiếc đồng hồ nữ của họ đã lu mờ những chiếc đồng hồ dành cho phái mạnh này các bạn ạ. Tôi không thấy có điểm gì quá đặc biệt. Wow, ở đây là những chiếc đồng hồ all black. Nghĩa là sao? Tất cả đều màu đen. Thế là dưới Dark Knight toàn màu đen thôi các bạn ạ. Đó. Tất cả đều là màu đen. Ở góc độ nào đấy thì về tính chất thẩm mỹ, về thời trang thì có lẽ là chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp với một số loại trang phục. Tuy nhiên là nếu mà để lựa chọn thì chắc là tôi sẽ không lựa chọn chiếc đồng hồ này của thương hiệu Grab. Rồi, đó là những gì Gia Bảo Luxury giới thiệu với các bạn tổng thể về thương hiệu Grab. Đó. Thương hiệu này thì không có quá nhiều điểm đặc biệt với đồng hồ nam, mà chúng ta có thể thấy được điểm mạnh, thế mạnh của họ là chế tác những chiếc đồng hồ với rất nhiều kim cương cũng như là đá quý.